Thu Hà, Nam Thành. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục VN News được phát sóng thứ tư hàng tuần trên kênh truyền thông tương tác Spirit Channel. Sau thời gian phát sóng, VN News đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc đối với các cán bộ nhân viên Vietnam Airlines Group cũng như những khán giả yêu thích ngành hàng không. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin nổi bật ngay sau đây. Vietnam Airlines phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện nhiệm vụ tại nước ngoài. Chào cơ tháng 4, nỗ lực bứt phá, phục hồi mạnh mẽ. Vietnam Airlines và Vasco cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi chào hè 2023. Phát động giải thưởng nhiếp ảnh Heritage Hành trình di sản 2023. Quý vị và các bạn thân mến, từ nhiều năm qua, Vietnam Airlines đã có truyền thống hợp tác hiệu quả với Bộ Ngoại giao, đặc biệt trong các sự kiện văn hóa, du lịch, hàng không trong và ngoài nước, cũng như các hoạt động hỗ trợ công dân, du khách, tổ bay, vận chuyển hàng hóa cứu trợ, viện trợ nội địa và quốc tế. Và mới đây, Vietnam Airlines đã có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao để trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, 15 đồng chí là các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2026, lãnh đạo Vietnam Airlines và đại biểu các đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, Vietnam Airlines đã giới thiệu về định hướng phát triển các thị trường nước ngoài, các chương trình quảng bá xúc tiến thương mại trên toàn cầu của hãng với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện. Hãng cũng đưa ra các đề xuất hoàn thiện hơn nữa công tác phối hợp giữa Vietnam Airlines và các cơ quan ngoại giao tại nước ngoài, góp phần mang lại lợi ích cho đất nước, cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có hãng hàng không quốc gia. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, việc gặp gỡ, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Vietnam Airlines nhằm quán triệt các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về triển khai công tác ngoại giao kinh tế, với tinh thần lấy người dân, địa phương, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Bộ Ngoại giao đã tiếp nhận, đánh giá cao thông tin và các đề xuất của Vietnam Airlines. Đây là cơ sở để các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nắm bắt tình hình, tổ chức phối hợp hiệu quả với Vietnam Airlines trong thời gian công tác tới đây. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, để hỗ trợ ngành hàng không phục hồi, bứt phá và phát triển nhanh, bền vững, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ đồng hành cùng Vietnam Airlines, hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, đầu tư, thương mại, huy động nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đường bay, tăng cường hợp tác với các đối tác mới. Đã trở thành nét đẹp văn hóa của Vietnam Airlines, sáng ngày 3 tháng 4 tại trụ sở chính, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức lễ chào cờ tháng 4. Đây là buổi chào cờ đầu tiên của quý 2 và lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã cùng nhau nhìn lại hành trình 1/4 chặng đường của năm 2023 đã đi qua và hướng tới những mục tiêu, nhiệm vụ tiếp theo. Phát biểu tại buổi lễ chào cờ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đặng Ngọc Hòa cho biết mở đầu quý 1 là một kỳ cao điểm Tết thành công và như một đường băng thuận lợi cho Vietnam Airlines cất cánh, bứt phá. Trong quý 1, VNA Group đã thực hiện gần 39.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 6 triệu lượt hành khách và 56.000 tấn hàng hóa, tương ứng với 134% và 73% so với cùng kỳ. Nhờ đó, quý 1 năm 2023, tổng công ty đã cân đối được thu chi. Để có được kết quả đáng mừng và ấn tượng như vậy, cùng với những yếu tố thuận lợi như tỷ giá, giá dầu thì những đóng góp nội lực, tự thân của từng cán bộ nhân viên là một phần quan trọng. Bước sang tháng 4, tháng đầu tiên của quý 2, để giữ được đà thuận lợi này, tổng công ty cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai giai đoạn 2 chương trình văn hóa dịch vụ nâng tầm với các giải pháp, chương trình cụ thể, triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch 2023, tập trung quản trị, tối ưu hóa chi phí với các mục tiêu, KPI cụ thể, chuẩn bị kỹ nguồn lực cho dịp cao điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và ngay sau đó cần có kế hoạch sớm, cụ thể, quyết liệt cho dịp cao điểm hè năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, tạo điều kiện để nhiều người lên kế hoạch du lịch với gia đình, bạn bè. Và nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ này, Vietnam Airlines và Vasco sẽ cung ứng 551.000 chỗ ngồi trên các đường bay nội địa. Và để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ cao điểm, Vietnam Airlines đã tăng cường bố trí nhân sự và nguồn lực, đảm bảo an toàn khai thác tuyệt đối cũng như chất lượng dịch vụ tốt nhất cho hành khách.
Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, Vietnam Airlines và Vasco sẽ cung ứng gần 551.000 chỗ, tương đương với gần 2.800 chuyến bay trên các đường bay nội địa trong giai đoạn từ 26 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Vietnam Airlines và Vasco tập trung tăng chuyến trên các đường du lịch nội địa hấp dẫn du khách năm nay là giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc. Bên cạnh đó, mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines đã phục hồi gần như hoàn toàn, tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho người dân du lịch nước ngoài trong dịp này. Vietnam Airlines đang khai thác hơn 50 đường bay quốc tế đi các điểm du lịch nổi tiếng tại châu Á, châu Úc và Hoa Kỳ. Vietnam Airlines ghi nhận nhiều chuyến bay dịp nghỉ lễ đã được đặt gần như hết chỗ, chủ yếu vào các ngày 29 tháng 4 và mùng 2 tháng 5. Ngoài ra, trong các ngày lân cận, các chuyến bay đã đầy từ 60% đến 70% số ghế. Các hãng đang tiếp tục mở bán nhiều chỗ để phục vụ nhu cầu du lịch đang tăng cao của hành khách. Một thông tin hấp dẫn dành cho quý vị khán giả, từ ngày 3 tháng 4 năm 2023 đến ngày 10 tháng 4 năm 2023, Vietnam Airlines chính thức triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm, chào hè 2023 trên tất cả các đường bay do hãng khai thác. Với mạng đường bay nội địa kết nối tất cả các tỉnh thành trên cả nước và mạng bay quốc tế phủ kín toàn cầu, chương trình chào hè 2023 của Vietnam Airlines là dịp để hành khách có cơ hội tới các điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam và trên thế giới với mức giá ưu đãi. Theo đó, chương trình chào hè năm 2023 mang đến cho hành khách cơ hội mua vé với giá chỉ 999.000 đồng một chiều với hành trình nội địa ngắn và 1.299.000 đồng một chiều trên các đường bay nội địa dài. Các hành trình khứ hồi từ Việt Nam đi quốc tế cũng được triển khai giá ưu đãi từ 2.965.000 đồng. Giá vé đã bao gồm thuế, phí và áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 28 tháng 10 năm 2023. Để hưởng những ưu đãi trên, khách hàng có thể mua vé tại website vietnamairlines.com, ứng dụng di động, các phòng vé, đại lý chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc. Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage Hành trình di sản là cuộc thi nhiếp ảnh chuyên nghiệp dành cho các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước do tạp chí Heritage Vietnam Airlines khởi xướng từ năm 2013. Năm 2023, giải nhiếp ảnh được tổ chức lần thứ 9 nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, cuộc sống, con người Việt Nam, đồng thời cũng là một hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập tạp chí Heritage. Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 16 giải thưởng trị giá lên đến 250 triệu đồng, tương đương với 11.000 USD, cùng với 26 vé máy bay quốc tế và quốc nội của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage Hành trình di sản 2023 chính thức phát động vào ngày 1 tháng 4 năm 2023. Cuộc thi kéo dài trong 4 tháng, thời gian nhận ảnh dự thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023, chấm chung kết một đợt duy nhất vào tháng 8 năm 2023. Ba hạng mục dự thi bao gồm ảnh bộ, ảnh bìa và ảnh đơn. Tổng giải thưởng là 16 giải, có giá trị lên đến 250 triệu Việt Nam đồng, với 26 vé thưởng trong mạng bay quốc tế và quốc nội của Vietnam Airlines. Lễ trao giải và triển lãm tổng kết sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2023, trưng bày các tác phẩm đoạt giải cuộc thi. Đây là hoạt động vinh danh các tác giả, các nghệ sĩ sáng tác, những đối tác đã đồng hành cùng giải ảnh qua chặng đường dài phát triển và đổi mới. Mọi thông tin về giải ảnh được cập nhật liên tục trên website và fanpage tạp chí Heritage. Tiếp nối VNA News sẽ là phần điểm tin hàng không trong nước và ngoài nước. Những tin tức về hàng không thế giới sẽ có ngay sau đây. Giai đoạn đến năm 2025, Bộ Giao thông Vận tải đã có kế hoạch phối hợp với Bộ Quốc phòng và các địa phương đầu tư xây dựng mới, đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị, từng bước nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai để hình thành trung tâm vận chuyển hàng hóa quốc tế. Đến năm 2030, Bộ sẽ nâng cấp cải tạo và nâng cao hiệu quả khai thác 9 cảng hàng không hiện có, đầu tư xây dựng cảng hàng không Phan Thiết, Quảng Trị, nghiên cứu khai thác lưỡng dụng cảng hàng không Thành Sơn và đầu tư một số sân bay chuyên dụng. Ngày 30 tháng 3 năm 2023, đường bay trực tiếp từ Viêng Chăn đến Đà Nẵng chính thức được khai thác bởi hãng hàng không quốc gia Lào, Lào Airlines.
Lào Airlines kỳ vọng đường bay này có thể kết nối và thu hút thêm nguồn khách đi đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc và Viên Chăn sẽ trở thành điểm trung chuyển khách đến với Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Hãng hàng không Qantas Airways và Airbus SE sẽ cùng hợp tác đầu tư 2 triệu AUD, tương đương với 1,34 triệu USD và một nhà máy nhiên liệu sinh học đang được xây dựng ở bang Queensland, Australia. Tại đây, các phụ phẩm nông nghiệp sẽ được chuyển đổi thành nhiên liệu hàng không bền vững SAF. Nhà máy này dự kiến sẽ sản xuất lên đến 100 triệu lít SAF mỗi năm và dự kiến khởi động công trình vào năm tới. Lufthansa có khả năng mua thêm 6 chiếc Airbus A350-900 do các hãng hàng không khác khai thác trước đây, bao gồm LATAM và South African Airways để tiếp tục tăng cường năng lực cho mùa du lịch cao điểm sắp tới. Những đơn đặt hàng này được hưởng lợi từ giá mua thuận lợi và giá thuê thấp cũng như thời gian giao hàng ngắn. Stan Deal, giám đốc điều hành của Boeing Commercial Airplane cho biết, sản lượng 737 MAX sẽ được tăng lên trên mức hiện tại là 31 máy bay phản lực mỗi tháng. Boeing hy vọng rằng MAX 7 sẽ hoàn thành chứng nhận FAA vào cuối năm nay và chuyến giao hàng đầu tiên của máy bay cũng sẽ diễn ra trong năm nay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại VN News tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.